Chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi bài ba lá, bài cào biệt. Thì ở đây mình sẽ biểu diễn trước và sau đó mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây mình có ba lá bài như thế này, mình sẽ chia cho đối phương ba lá bài. Và mình cũng có là ba lá bài như thế này. Bởi vì mình là nhà cái cho nên mình sẽ kiểm bài đối phương trước. Cây bài thứ nhất của đối phương là một cây bồi như thế này. Và cây bài thứ hai cũng là một con bồi như thế này. Và cái điều không muốn nhất nếu như cây bài thứ ba của đối phương là một cây bồi nữa, hoặc là một con tiên khác, thì đó là cây bài lớn nhất, chắc chắn là mình sẽ thua. Nếu như cây bài thứ ba là một con chín thì khả năng của mình thắng cũng rất là ít. Bây giờ mình sẽ mở cây bài thứ ba của đối phương. Cây bài thứ ba của họ là một con tám như thế này, thì đối phương được 8 điểm. Mình muốn ăn đối phương thì mình phải được 9 điểm hoặc là một cây ba tay, nhưng mà khả năng đó rất là nhỏ. Ở đây mình sẽ mở bài mình lên. Bài mình có được đó là một con 4 và một con K như thế này. Nếu muốn thắng đối phương thì mình phải có được một con 9. Mình sẽ nặng bài lên một tí như thế này. Một điều rất là không may mắn cho mình thì cây bài thứ ba của mình là một cây đầm như thế này. Nhưng mà khi mà mình cầm cái con K này nè, mình vuốt một cái như thế này thì nó biến thành con 5. Con đầm đã biến thành con 5. Thì ở đây mình có 9 điểm như thế này. Và đối phương thì có 8 điểm. Là mình đã thắng với ván bài này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách diễn màn ảo thuật vừa rồi. Thì những gì mình nói trong màn ảo thuật là đánh bài biệt gì đó, thì đó chỉ là chém gió cho vui để trò ảo thuật nó thêm sinh động thôi nha các bạn. Chứ mình cũng chia sẻ một tí. Thì lúc trước mình có đăng một cái trò ảo thuật là cách đánh bài xì tố biệp. Thì trong cái bài diễn của mình đó, mình có để kỹ là hướng dẫn ảo thuật bài cách đánh xì tố biệp. Thì có một số bạn vào xem rồi họ lại comment, họ lại chửi mình, họ lại nói mình ốc chó này kia nọ, thì mình cũng không để ý. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh các bạn là kênh của mình đó, là kênh dạy ảo thuật chứ không đánh bài biệp. Nếu như các bạn mà vào xem cảm thấy hay thì like ủng hộ mình. Còn nếu như thấy mà không hay thì các bạn đừng gửi những cái dòng mà bình luận khiếm nhã một tí, thì cảm ơn các bạn. Sau đây mình sẽ tiến vào phần làm gimmick trước. Thì thật ra đây là một cái trò mà phiên bản thứ hai của cái trò này do mình tự suy nghĩ ra. Đó là một cái biến thể do mình tự suy nghĩ ra. Còn cái phiên bản gốc thì một tí mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Cái trò gốc luôn. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trước cách làm gimmick. Các bạn chuẩn bị cho mình một cuộn băng keo. Băng keo dán thùng á các bạn. Băng keo trong. Và chuẩn bị cho mình hai con bài ha. Một cây kéo. Rồi. Sau đó các bạn sẽ dùng con bài nè, các bạn đo một cái góc khoảng như thế này. Đó, mình đo một cái góc bằng như thế này, khoảng cỡ một con bích được rồi. Đây. Rồi, một góc như vậy nha các bạn. Sau đó các bạn cắt cho mình, đo theo cái góc đó cắt cho mình. Bây giờ mình cắt nha. Cắt để lấy cái phần bài đó ra. Các bạn có thể làm ngắn hơn nếu muốn, nhưng mà làm ngắn hơn thì nó hơi xấu một tí thôi. Rồi. Thì mình được một cái phần bài như thế này. Ha. Sau đó mình sẽ dùng băng keo để mình dán lại. Mình sẽ lấy ra một phần băng keo như thế này. Sau đó các bạn đặt cái con bài này vô, đặt cho ngay ngắn nha các bạn. Cho ngay ngắn, đừng cho băng keo nó dùng. Nó sẽ đẹp cho lá bài của mình. Rồi thì ở đây mình dán nó bị dùng rồi. Không sao, đây chỉ là cái hướng dẫn các bạn làm gimmick thôi. Rồi. Đây. Các bạn cắt ngang cho mình. Đây nè, mình dán nó hơi bị dùng để mình chỉnh lại một tí cho nó đẹp nha. Vừa
mình vừa quay vừa làm nó hơi khó một tí, các bạn thông cảm ha. Rồi xong rồi, thì khi các bạn dán được như vậy ha, nó có một số cái phần dư ở đây nè, phần dư con keo nè, bạn cắt cho nó bằng để mình tỉa cho nó bằng ha. Mình tỉa lại cho nó bằng một tí. Rồi, mà các bạn tỉa bên góc luôn nha. Tỉa như thế nào mà đừng cho nó còn dư băng keo, nó thừa băng keo thì nó hơi xấu thôi, chứ theo mình nghĩ thì khán giả khó phát hiện lắm. Và cái băng keo này nó hơi bị dính, mình cắt hơi lâu, các bạn thông cảm ha. Các bạn xem video mà thấy hay nhớ bấm like và ấn đăng ký chia sẻ giúp mình nha các bạn. Có một số bạn đã bỏ kênh của mình cũng chả biết tại hết, mà không sao, nếu các bạn ủng hộ mình thì mình cũng cảm ơn. Rồi sau đó các bạn thực hiện ha, mình dán cái con bài này vào, nhưng mà các bạn nhớ là đo bằng đầu trên và đầu dưới rồi mình dán cho nó khít dần nha, càng khít nó càng đẹp. Mình dán chắc cũng không khít lắm, tại vì cái bài kia thì mình làm cái gimmick mình dán nó kỹ lắm để cho khó bị lộ. Rồi sau khi các bạn dán được như vậy nè, thì mình sẽ tỉa lại một tí nữa để cho nó đẹp. Cứ chỗ nào mà các bạn thấy nó còn thừa là cắt đi, đừng cắt lá bài được rồi. Mình đùa nha. Cắt đi, tỉa. Rồi thì mình làm sơ sơ thôi ha, chỉ là hướng dẫn các bạn cách làm thôi. Rồi sau khi các bạn làm được như thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trò gốc trước ha. Còn cái trò mà biến thể do mình tự chế đó thì mình hướng dẫn sau. Ở đây để mình lựa bài khác màu cho nó đẹp nữa. Sao lại đen không vậy? Đây, đỏ đây. Rồi thì cái phần diễn góc của nó là như thế này. Ở đây nè, nó sẽ giấu một cái lá bài ở đây như thế này đó. Lá bài ở phía dưới thì cho khán giả xem, ở đây là có hai con bài như thế này. Sau đó lòn cái tay này cầm một con bài, cầm một con bài phía sau nè, đè con bài phía sau xuống. Ngón cái mình sẽ giao bời, dùng ngón tỏ đỡ cái phần bài này lên, ngón tay sẽ cái sẽ giao bời, vuốt vuốt như thế này. Vuốt tới lần thứ ba bạn nhanh tay vuốt vào, nhét vào như thế này đó. Rồi thì nó sẽ biến thành con sáo. Khi mà biến thành con sáo rồi, bạn cầm ở cái góc này nè, bạn vuốt mạnh lên thì nó sẽ tự động bung ra đây. Vuốt nè, đó, nó biến thành con năm. Tiếp tục bạn sẽ lòn tay lại cho khán giả xem, nếu muốn biến trở lại con sáo do vào vuốt vuốt như thế này, vuốt nhanh lên à. Cái này mình không tập luyện cho nên hơi làm nó hơi chưa được chuẩn, các bạn thông cảm nha. Vuốt vuốt như thế này, đẩy nó xuống đó, biến thành con sáo ha. Rồi cầm cái góc này mình vuốt vuốt mạnh một tí, nó sẽ tự động bung ra à. Cầm ở đây, cầm như thế này, đè cái lá sáo xuống, đỡ cái lá năm lên, vuốt 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 như thế này, đẩy nó vào, biến thành con sáo. Cầm cái góc này giao vào, vuốt vuốt như thế này, mạnh một cái nó biến thành con năm. Rồi thì đây là cái trò diễn gấp ha. Còn cái trò diễn mà mình biến thể đó thì nó như sau. Đầu tiên các bạn sẽ, các bạn muốn làm mấy nút thì các bạn lựa con mấy nha. Ở đây mình làm 9 nút thì mình sẽ lấy con 5, con 4 như thế này và hai con K, setup như sau. Đầu tiên cái phần mà cái phần bật này nè, nó phải hướng về khán giả nha. Rồi mình xếp con 5 đây, mình đặt một con bất kỳ vào đây đó, một con bất kỳ ở phía dưới. Sau đó xong cái setup của mình rồi, nhớ là khi các bạn lấy bài như thế này cho khán giả xem, bốn con à ba con rồi gom lại thì mình phải lật lại như thế này nha, lật lại giữ nguyên vị trí, chứ đừng cầm như thế này lật lại là tôi à, nó không, nó đổi cái đầu này mình không còn cái gimmick à. Rồi như thế này ha,
Rồi xong rồi, bạn muốn cho bên kia mấy nút thì tùy cái bạn làm. Có thể bạn làm là ba tay thì bạn cho bên kia 9 nút, bạn làm 9 nút thì cho bên kia 8 nút giống như mình vậy đó. Rồi sau đó mình gom lại ha. Mình nói với khán giả, đầu tiên mình nói với họ. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh bài biệt hay là bài ba lá, bài cào biệt gì đó, tùy cái cái câu chuyện của các bạn kể. Rồi sau đó mình sẽ nói là ở đây mình có ba con bài, mình sẽ chia cho đối phương ba con bài như thế này, mình cũng có ba con bài và mình cầm hai góc như thế này, kéo lá dưới ra một tí như thế này ha, kéo lá dưới ra một tí, rồi cầm cái góc này kéo lá dưới ra một tí nữa, nửa lá thôi, cho họ xem nửa lá thôi, đừng cho xem hết. Sau đó mình gom lại nè, cầm lên tay, bởi vì khi bạn buông cái gimmick mới đó, đó cái gimmick này của mình nó hơi cũ rồi, hồi nãy mình làm diễn mấy lần nó bị hết đáy rồi, chứ thôi nó sẽ đổi lá bài lên như thế này nè. Rồi mình cầm lên ha, cho khán giả xem ba cây như thế này, rồi sau đó mình gom lại cầm lên, mình nói á, là bởi vì mình là nhà cái cho nên mình sẽ kiểm bài của đối phương trước. Mình lật lên một cây bồi đầu tiên, cây thứ hai của họ cũng là một cây bồi, và mình nói nếu như cây bài thứ ba là cây một con tiên thì sẽ là một cây bài mạnh nhất, đó là cây ba tay hoặc con chín, thì mình cũng không có khả năng rất ít để thắng họ. Và mình mở cây bài thứ ba lên, đó là một con tám, thì bài của họ là 8 điểm. Sau đó mình sẽ nói với khán giả là mình sẽ mở bài mình lên, lúc này mình sẽ cầm như thế này, xoay ngược lại nha, không cầm như thế này là tôi đó, xoay ngược lại, em kiểm tra cái, rồi xoay ngược lại ha. Rồi sau đó mình nói với người ta, ở đây mình có con 4, giả vờ mình nặng bài gì đó, kéo ra một tí như thế này, thì có một con ca xuất hiện, mình nói mình muốn ăn, muốn thắng được người ta đó, đối phương đó, thì mình phải có được một con 5. Sau đó mình cố tình mình nặng hơi xa một tí như thế này nè, đó, để cho vừa, mình chỉnh lại cho hai đầu nó bằng nhau ha. Rồi mình nói, thật không may mình có 4 điểm thôi, còn bài đối phương tới 8 điểm, mình không thể thắng họ. Và mình nói là khi mà mình cầm con ca này nè, mình kéo xuống cái, lúc này mình kéo mạnh tay lên một tí ha. À, thấy chưa, cái gimmick của mình nó bị xếp rồi đó, nó không chịu bung. Khi mình cầm, mình kéo một cái như thế này, à, thì nó biến thành con năm như thế này. Gồm lại ha, cái này nó chỉ chơi được 2 3 lần à, chứ không chơi được nhiều lần. Lúc nãy mình vừa diễn cho các bạn xem đó, bây giờ nó bị xếp lại rồi, nó không chịu bung nữa đó, thấy chưa, nó bung mà không mạnh như lúc đầu. Rồi mình cho người ta xem như thế này ha. Thì đại loại các bạn sẽ cầm cái góc này nè, các bạn bật hơi mạnh xuống một tí thì con năm nó sẽ bung ra như thế này. Để mình lấy con gimmick cũ mình thế ha. Đây, con gimmick nãy mới làm nè. Nó gom lại như thế này cho người ta xem. Thì nó hai con đàm như thế này. Mình có 4 điểm mà muốn ăn người ta thì mình phải có 8 điểm. À, mình phải có con 5 nữa được 9 điểm mới thắng. Thì lúc này bạn sẽ cầm góc này. Góc này ngón cái bạn cầm con đàm, mình nói khi mà mình cầm con đàm này nè, mình vuốt một cái thì nó biến thành con 5. Thì mình có 9 điểm mình thắng. À, với dáng bài này. Bạn thấy không? Thì cái lá bài mới làm lúc nãy mình làm gimmick mình hướng dẫn các bạn đó thì nó dễ bung, còn cái của mình lúc diễn đó thì nó hết bung rồi, cho nên trò này chơi hơi chậm. Ủa, nó không được cái một tí, nó không chơi được lâu. Thì đây nè, mình sẽ làm lại ha, vuốt một cái ở đây, cầm ngón cái vuốt mạnh lên tí đó. Khi mà lá bài nó bật ra đó, nó bật ra như thế này nè, thì các bạn đồng thời dùng cái bàn tay phía dưới đỡ lên cho nó bằng, nó đừng có lộ cái lá này ra. Bạn nhanh vuốt xuống, cầm tay đỡ lên như thế này đó. Thì mình sẽ nói mình sẽ cầm con đàm này vuốt một cái đỡ lên thì nó sẽ biến thành con năm như thế này, và bài mình có 9 điểm, mình thắng cái ván bài này. Thì đây là cách diễn màu thật vừa rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay hãy bấm like và ấn đăng ký, cũng như để lại bình luận cho mình biết những cái suy nghĩ của các bạn ha. Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem.